khoảng bao lâu nó mới lớn? Này mới nuôi à? Cái này này kêu rắn gì? Rắn ri dâu à? Nhìn đã mà. Này giá nó là sao? Chưa bán không biết, nó nói 500-700 gì đó. Thì mình bắt cá nhỏ mình nuôi mình cho nó ăn vậy à? Ừ. Nó chịu ăn cá trê hơn. Gì? Nó ăn cá trê con hay là cá trê bự? Trê con. Về đây tập cho nó ăn cá có dải. Là cái nó là loại cá nào nó cũng ăn hay là nó chỉ có... Nó ăn, thích ăn cá da trơn. Trơn. Cá trê, cá tra, cá chốt à? Mấy cá đó mình mua tốn tiền. Đây mình bắt cá sặc cái đồ cho nó tập cho nó qua cái dụng.